Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ông Dmitry Konev, người sáng lập Cổng Thông tin Quân sự Nga cho hay, tiêm kích F-16 do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị săn lùng và phá hủy trong các cuộc tấn công của Nga, tương tự như cuộc tấn công phá hủy năm máy bay chiến đấu Su-27 gần đây. Theo ông Konev, nếu sân bay triển khai tiêm kích phương Tây nằm quá xa tầm bắn của tên lửa Iskander, Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinza. Kinza có tầm bắn lớn hơn Iskander và đã chứng minh hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao trong khu vực quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 7 cho biết cuộc tập kích sử dụng tên lửa Iskander-M đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu đa năng Su-27 của Ukraine và làm hư hỏng hai máy bay khác đang được sửa chữa tại sân bay Mirgorod ở vùng Poltava, cách biên giới hai nước 160 km. Quả tên lửa Iskander có đầu đạn chùm lao xuống căn cứ, phá hủy những khí tài quan trọng của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài những chiếc máy bay bị tấn công tại sân bay Mirgorod vào ngày 2 tháng 7, hai máy bay khác của Ukraine gồm một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-27 đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. Theo ông Konep, thành công của cuộc tập kích là nhờ một số yếu tố, trong đó phải kể đến hoạt động trinh sát. UAV trinh sát của Nga đã bay lảng vảng 3 giờ đồng hồ trên bầu trời trước khi tên lửa Iskander lao đến. Khoảng cách từ vị trí tấn công tới sân bay cho phép tên lửa Iskander đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Chuyên gia này cũng cho rằng Ukraine không thể mua Su-27 từ nước khác. Lựa chọn duy nhất của họ là tìm cách khôi phục những chiếc máy bay còn lại bằng cách mua phụ tùng thay thế từ các nguồn. Ông Konev nói Ukraine không thể có được Su-27 như cách họ nhận được MiG-29 từ các nước Đông Âu. Do vậy, những chiếc Su-27 rất có giá trị đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, số lượng máy bay mà một quả tên lửa Iskander có khả năng phá hủy phụ thuộc vào việc các mục tiêu được bố trí như thế nào tại sân bay. Ông Konev nói nếu chúng được xếp thành hàng giống như cách các máy bay đậu tại sân bay trong thời bình, thì nhiều chiếc trong số đó có thể bị phá hủy khoảng 10 đến 15 chiếc. Ở đây, cần phải hiểu rằng các máy bay đã được bố trí trong các hầm trú ẩn bảo vệ máy bay riêng lẻ, nghĩa là mỗi phòng trú ẩn chứa một chiếc máy bay. Khu vực phát tán của bom chùm có kích thước xấp xỉ một sân vận động hoặc thậm chí lớn hơn một chút. Cuộc tập kích vào sân bay Mykorod được Forbes mô tả có thể là một trong những ngày tốn kém nhất đối với Ukraine. Trong bối cảnh Kiev đang cần các máy bay chiến đấu để ngăn Nga chiếm ưu thế tuyệt đối trên không, yếu tố có thể xoay chuyển cục diện cuộc xung đột. Ngoài ra, nó cũng mang tới thách thức khổng lồ cho Ukraine khi họ sắp nhận tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất từ các nước NATO. Forbes cho rằng việc thiếu hệ thống phòng không đang tạo ra lỗ hổng lớn trong nỗ lực bảo vệ mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng máy bay không người lái lan xét của Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các căn cứ không quân dễ bị phá hủy của Ukraine. Trên mạng xã hội, các blogger quân sự Ukraine đổ lỗi cho lực lượng không quân nước này khi để những chiếc Su-27 đậu ngoài trời ở một khu vực rất gần chiến tuyến. Theo RT, trong 3 ngày liên tiếp, quân đội Nga tấn công vào nhiều căn cứ không quân quan trọng của Ukraine, phá hủy nhiều máy bay chiến đấu. Theo RT dẫn thông báo, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong cuộc tấn công ngày 3 tháng 7, quân đội Nga đã phá hủy một chiến đấu cơ MiG-29 của không quân Ukraine tại căn cứ Donzinsovo ở vùng Donipropetrov. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Iskander. Còn sân bay Donzinsovo nằm cách thành phố Krivarov chỉ khoảng 10 km về phía đông. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho đăng tải đoạn video do máy bay không người lái ghi lại hoạt động của binh sĩ Ukraine tại căn cứ Donzinsovo trước cuộc tấn công. Thời điểm đó, có ít nhất 3 máy bay tại căn cứ. Theo quân đội Nga, tên lửa Iskander đã phá hủy máy bay, vũ khí và binh sĩ Ukraine đang hoạt động gần đó. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim tương tự cho thấy tên lửa Iskander tấn công hai sân bay của Ukraine ở vùng Poltava. Đoạn đầu tiên cho thấy tên lửa Iskander mang theo đạn chùm làm hư hại 7 máy bay chiến đấu Su-27. Trong đợt tấn công tiếp theo, tên lửa Nga phá hủy một trực thăng tấn công Mi-24 của Ukraine và nhiều thiết bị quân sự khác. Các nhà phân tích quân sự cho biết, Nga có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng căn cứ không quân như đường băng và cơ sở lưu trữ để khiến việc đưa máy bay F-16 cất cánh trở nên khó khăn hơn khi chúng đến Kiev. Ông Justin Brock, thuộc Viện Nghiên cứu Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh cho biết, quân đội Ukraine vốn đang thiếu đạn dược phòng không, nhiều khả năng họ buộc phải di chuyển những chiếc máy bay chiến đấu quý giá này khỏi các căn cứ lớn. Ông Brock nói, bất kỳ hệ thống phòng không mặt đất nào cũng có thể bị bão hòa nếu người Nga bắn đủ số tên lửa vào một mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cũng nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ số F-16 được chuyển giao cho Kiev ngay khi chúng đến Ukraine. Ở diễn biến khác, theo Reuters, trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Mỹ sắp công bố đợt viện trợ an ninh mới, trị giá hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ mới bao gồm vũ khí chống tăng, tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không. Washington cũng sẽ đẩy nhanh việc mua tên lửa NASAMS và tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Thông báo được đưa ra khi ông Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại Lầu Năm Góc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp hơn 50 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine từ năm 2022. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo sẽ gửi 150 triệu đô la Mỹ vũ khí và đạn dược cho Kiev, gồm các tên lửa phòng không Hawk và đạn pháo 155mm. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaija Olongrin trong lá thư gửi quốc hội được công bố ngày 1 tháng 7 cho biết, chính phủ Hà Lan đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sẽ sớm chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Hà Lan là một trong những nước hứa cung cấp loại máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Theo bà Olong Green, đợt đầu tiên trong số 24 chiếc F-16 mà Hà Lan hứa sẽ sớm được chuyển đến Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington, Mỹ vào tuần tới sẽ đưa ra các bước cụ thể để Ukraine đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh quân sự này trong một cuộc phỏng vấn được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát hôm 3 tháng 7. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu, ông Douglas Jones cho biết, tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ vào tuần tới, Liên minh quân sự này sẽ triển khai những biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Ukraine. Bên cạnh đó, theo ông Jones, tại Hội nghị Thượng đỉnh, NATO còn thảo luận cách giúp Ukraine tự vệ trước hành động của Liên bang Nga, cũng như việc xây dựng lực lượng cần thiết để ngăn chặn Liên bang Nga trong tương lai. Ông Jones cho biết thêm, hội nghị năm nay sẽ là hội nghị thượng đỉnh thứ ba liên tiếp, không chỉ có sự tham dự của nguyên thủ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO, mà còn có sự tham dự của lãnh đạo các nước đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Tổng cộng sẽ có sự tham dự của các ngoại trưởng đến từ 35 đối tác, không phải là thành viên NATO. Trong đó đáng chú ý là Bộ trưởng Ngoại giao của Israel, Ai Cập, Jordani, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, tờ Politico của Mỹ ngày 3 tháng 7 đăng tải một bức thư ngỏ của các nhà khoa học và nhà phân tích Mỹ gửi tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và đề nghị từ chối việc Ukraine xin gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 ở Washington. Nếu Ukraine được gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, các chuyên gia cho rằng việc Nga tiến hành kế hoạch quân sự ở Ukraine trong tương lai sẽ kích hoạt điều năm hiến trương NATO. Theo đó, cuộc tấn công vào một thành viên là cuộc tấn công vào toàn liên minh. Bức thư của các chuyên gia đối ngoại cho hay, NATO càng hứa hẹn về việc Ukraine sẽ gia nhập liên minh khi xung đột kết thúc, thì động cơ để Nga tiếp tục giao tranh sẽ càng lớn. Theo các chuyên gia, những thách thức mà Nga đặt ra có thể được giải quyết mà không cần đưa Ukraine vào NATO. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cảnh báo, việc đưa Ukraine trở thành thành viên NATO có thể gây ra tác dụng ngược, làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới và đặt Moscow đối đầu với phương Tây. Politico trích từ nội dung bức thư ngỏ. Cách tiếp cận của Ukraine đối với tư cách thành viên của Liên minh chỉ có thể khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, biến nó thành một vùng lãnh thổ chứng kiến sự đối đầu lâu dài giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3 tháng 7 nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Theo Reuters, dẫn thông báo từ văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay, ông tin rằng một nền hòa bình công bằng phù hợp với cả hai bên là có thể trở thành hiện thực. Khi nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải, SCO ở Kazakhstan. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov loại trừ bất kỳ vai trò trung gian nào của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Không, điều đó là không thể. Ông Peskov nói khi nhận được câu hỏi ông Erdogan có thể đảm nhận vai trò như vậy hay không, theo hãng tin TASS. Hãng tin này không giải thích lý do tại sao Điện Kremlin phản đối sự tham gia của ông Erdogan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza và cách thức chấm dứt xung đột ở Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO, liên minh quân sự phương Tây do Mỹ đứng đầu, không giống như các thành viên khác của NATO đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò trung gian đàm phán ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ankara cũng đóng vai trò trung gian cùng với Liên Hợp Quốc giúp Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngũ cốc biển đen. Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev không loại trừ đàm phán hòa bình trong tương lai với Nga, nhưng các cuộc đối thoại chỉ có thể được tổ chức thông qua các bên trung gian. Ông chỉ ra thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian 2 năm trước đã giúp thiết lập hành lang xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine. Theo ông Zelensky, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã ký các thỏa thuận riêng với Nga và Ukraine. Mô hình đó đã thành công và hành lang ngũ cốc khi đó đã tồn tại đủ lâu. Ông đề xuất các nước khác có thể được mời làm trung gian hòa giải. Sẽ không chỉ có châu Âu và Mỹ mà các quốc gia từ châu Á, châu Phi và Nam Mỹ cũng có thể tham gia và giúp chuẩn bị các tài liệu sau đó được chuyển cho Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận cuối cùng phải phù hợp với Ukraine và dựa trên các điều khoản của Kiev. Trước đó, trong cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của Ukraine và Liên bang Nga. Tổng thống Erdogan nói, chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của Nga. Ông nhấn mạnh, nếu Moscow và Kiev đồng ý nối lại thỏa thuận ngũ cốc, Ankara sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ: "Sáng kiến ngũ cốc biển đen đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Như trước đây, chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận mới."